事。Đêm nay đã có ai đưa em về nhà hay chưa? Vì đường xa ướt mưa, hẻm vắng vài người lưa thưa. Đang giữa lòng thành phố mà phải về tận ngoại ô, anh thấy thật ái ngại. Có thể cho anh đưa em về một đoạn đường không? Nếu lòng em còn trống và chưa có một hình bóng, sao không thử mở lòng cho anh làm bạn được không? Biết đâu lại hợp duyên kết thành nhớ mong. Mỹ nhân thiên hạ vẫn nhiều vô kế, nhưng chưa từng có ai khiến anh si mê. Vô tình gặp em giữa phố xá bộn bề, lòng anh đã ước mơ mình là cặp phù thế. Anh muốn đưa em về nhà, anh sẽ không ngại dù đường xa, ngoài trời đang có mưa to. Lại gần đây anh nói nhỏ, anh muốn đưa em về nhà, sẽ không ngại dù đường xa, ngoài trời đang đổ cơn mưa. Lòng em đã đổ anh chưa? Anh muốn đưa em về nhà, sẽ không ngại dù đường xa, ngoài trời đang có mưa to. Lại gần đây anh nói nhỏ, anh muốn đưa em về nhà, sẽ không ngại dù đường xa, ngoài trời đang đổ cơn mưa. Lòng em đã đổ anh chưa? Để cho anh đưa em về một đoạn đường không? Nếu lòng em còn trống và chưa có một hình bóng, sao không thử mở lòng cho anh làm bạn được không? Biết đâu lại hợp duyên kết thành nhớ mong. Mỹ nhân thiên hạ vẫn nhiều vô kế, nhưng chưa từng có ai khiến anh si mê. Vô tình gặp em giữa phố xá bộn bề, lòng anh đã ước mơ mình là cặp phù thế. Anh muốn đưa em về nhà, sẽ không ngại dù đường xa, ngoài trời đang có mưa to. Lại gần đây anh nói nhỏ, anh muốn đưa em về nhà, sẽ không ngại dù đường xa, ngoài trời đang đổ cơn mưa. Lòng em đã đổ anh chưa? Anh muốn đưa em về nhà, sẽ không ngại dù đường xa, ngoài trời đang có mưa to. Lại gần đây anh nói nhỏ, anh muốn đưa em về nhà, sẽ không ngại dù đường xa, ngoài trời đang đổ cơn mưa. Lòng em đã đổ anh chưa? Dù đường xa, ngoài trời đang có mưa to. Lại gần dưới anh nói